Bà con thân mến, bà con thấy khi mà mùa mưa bắt đầu nó quá trời cái sự nguy hiểm luôn bà con. Nó được một cái lợi ích là nước mưa thì dồi dào, nó làm hạn chế cái sự khô hạn, nhưng mà nó gây ra những cái rủi ro, đặc biệt là cây sầu riêng, cây nhà giàu, cây lâu năm thì bà con thấy hiện tượng là cây sầu riêng của mình nó bị cháy lá. Ở trên này nó bị cháy lá nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm nha quý bà con, hạn như là cháy lá là do cái thằng rầy nó làm cho cái lá nó bị quắn quéo rồi nó bị cháy rồi cũng có. Rồi tiếp theo nữa là gì quý bà con? Tiếp theo nữa là cháy lá là do chủ quan, vườn chủ quan không có tưới nước nên đầu chót lá của nó hơi bị trắng trắng nữa quý bà con ha. Rồi cháy lá do nấm Phytophthora, do nấm Solani, Colostochum gây ra rất là nhiều các hiện tượng ở trên này, và hậu quả là bà con thấy lá già kìa. Nó rụng ở dưới tả tơi luôn bà con thấy không? Này thằng anh nhặt một cái lá già như quý bà con chúng ta xem. Này nó cháy nè, cháy rìa, nó cháy từ chót đầu chót vô. Và cái hậu quả là gì? Lá rụng về cội mà rụng hơi sớm, nên thành ra không có cái gì để quang hợp thôi quý bà con. Và từ đó dẫn tới cái việc là cây nó giảm cái sức sinh trưởng đi, cây nó chậm đi. Thay vì mùa mưa là nước no đồ nhiều, ok, hữu ích rồi đó, coi như đỡ túi tắm rồi đó. Nhưng ngược lại sao? Nấm khuẩn quá nhiều, mật độ quá trời phát triển luôn. Mà bà con chúng ta còn kết hợp với cái việc mà để cỏ như thế này, làm thấy lại vô cùng bất hợp lý luôn. Giữ cỏ thì chúng ta giữ vào mùa mưa hợp lý rồi, nhưng mà mùa mưa chứ mùa khô hợp lý rồi, nhưng vào mùa mưa bà con chúng ta phải làm thông thoáng cho cái mô đất của mình nó thông thoáng lên. Bà con làm xong rồi bà con chúng ta có thể lấy cái cỏ đã nhổ lên nè, đã đai rồi nè, bà con chúng ta đắp lại thì chúng ta tưới một tí cô humic vô, nó sẽ giúp cho phân hủy cái cỏ đó thành phân xanh. Còn nếu bà con chúng ta mùa mưa bà con chúng ta để cỏ quá dày đặc như thế này, bà con thấy không, đất nó không có thoát hơi nước được, nó tạo ra một cái môi trường ẩm độ rất cao, dẫn tới cái việc là gì bà con? Nấm khuẩn phát triển mạnh, mà cái nó có sức khỏe lên thì bắt đầu nó sẽ tấn công, làm ảnh hưởng tới cái bộ lá của mình. Những cây sầu riêng, cây hai năm mấy, cây đang xinh tươi, đang ngon nghẻ ha, mùa mưa tới tưởng đâu tưới tắm đồ mát mẻ ok rồi, tự nhiên cái đùng một cái chai lá hết trơn, rụng lá già tơ lơ luôn. Đó thằng anh càng bươi ra mà con thấy nè, ở trên cái lá này thì nó có cả luôn cái thằng là tảo nè, đốm rong nè, mà con thấy không nè, còn biểu hiện nữa nè. Thằng anh chưa phân tích những yếu tố này, nói chung là anh đang muốn cảnh báo với bà con chúng ta là mùa mưa là chúng ta phải tăng cường xử lý nấm khuẩn cho cây sầu riêng của mình để ngăn ngừa cháy lá, ngăn ngừa tảo đỏ, ngăn ngừa rễ kim nhá bà con nhé. Lưu ý giúp dù thằng anh ngăn ngừa cháy ngọn, chết ngọn đấy, nấm tổ ong, tổ quạ đồ này kia thì bà con chúng ta phải xử lý, tại vì mùa mưa là ẩm độ tăng cao, mưa nhiều, mưa mang tính axit nó dễ làm bào mòn cái lá, mà dẫn tới cái việc là nấm khuẩn nó có nhiều cái đường dẫn, nó nhiều cái cửa ngõ để nó thể tấn công vào cây sầu riêng của mình. Và chưa nói nữa nha, mùa mưa bà con chúng ta ai mà trước đó đã đi làm dư đạm, nó sẽ dễ dẫn tới từng trường hợp là nứt thân xì mũ do nấm Phytophthora gây ra, kết hợp với là ẩm độ cao, là nó dư đạm ẩm độ cao, nấm khuẩn nhiều, bụng cái xì mũ nhớ bà con ha. Nên bà con thấy là mùa mưa thì bà con chúng ta thấy là nước thoải mái ok, nhưng mà phải ngăn ngừa vụ cháy lá để cây nó phát triển tối đa cái vụ sinh trưởng phát triển, và ngăn ngừa cái vụ sao ạ, rủi ro cho trong quá trình mùa mưa là ẩm ướt thì nấm khuẩn phát triển mạnh. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì ở đây Hồng Anh có rất nhiều giải pháp cho quý bà con, nhưng bà con chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc trị nấm bệnh dạng hóa học, nhưng mà nó có tính nóng. Như quý bà con hỏi Hồng Anh thêm câu này nữa nè con ơi, bây giờ cái đọt á của cô chú mà nó đang mỏng như vậy nè, lá đang lụa lụa vậy nè, phun mấy loại nấm khuẩn á mà dạng nóng vô cái nó quéo con ơi. Nhưng mà biết là cái lá cỡ này là phải bảo vệ nó rồi, và đặc biệt là mùa mưa là dù mới vú cây đọt thì vẫn phải bảo vệ cây đọt đó. Thì giờ có cái giải pháp nào hay không? Thì Hồng Anh là nói xin thưa là có, và giải pháp này thật sự là con đã chia sẻ ít nhất cũng khoảng hơn 4 năm nay rồi, và rất là nhiều nhà vườn tới cái mùa mưa này là họ đặt hàng trước, tại vì biết cái sản phẩm này Hồng Anh hay bị hết hàng do nguyên liệu nhập khẩu quý bà con. Đó là sản phẩm siêu áo giáp, bà con chúng ta phun phủ nguyên cái phần tán trong tán ngoài và ở trong thân luôn, thậm chí bà con chúng ta có thể tưới dưới đất luôn thì nó nghe sẽ ngăn ngừa những cái con nấm khuẩn có hại một cách rất là hiệu quả quý bà con nhé. Nên bà con chúng ta thấy mùa mưa thì thay vì mùa nắng là 10 ngày tới 15 ngày bà con mới phun bảo vệ nấm khuẩn một lần, thì mùa mưa là 7 ngày tới 10 ngày một lần. Vườn nào mà thông thoáng như vậy thì có thể là 7 ngày, vườn nào rậm rạp hơn á, vườn nào thông thoáng thì có thể 10 ngày, vườn nào rậm rạp hơn thì 7 ngày, thậm chí là khi cây bị bệnh thì phải 3-4 ngày chúng ta phải phun một lần, và phải phun theo cơ chế trị nữa kìa quý bà con. Bà con thấy rất là ê chề khi mà chúng ta để cho cây bị bệnh, giống như vườn này là bị bệnh đây nè, phải sử dụng giải pháp mạnh là một chai siêu giáp. Nếu đối với vườn bị bệnh á, chai siêu giáp này bà con chúng ta chỉ sử dụng là 300 lít nước thôi,
Còn cái vườn mà khỏe đang kể dạng là ngừa bệnh á, thì bà con 1 lít siêu giáp này bà con cộng với 400 lít nước. Và đối với cái thằng cơ đọt non á, siêu giáp nó là chạy trên nền hữu cơ có tính làm mát. Cơ đọt non là nó bảo vệ cơ đọt non luôn. Nó cung cấp thêm trung vi lượng, đặc biệt là mangan, magie, kẽm để giúp cho xanh lá, dày lá, bóng lá, cứng lá. Từ đó là hạn chế cái tác động của nước mưa nha quý bà con, hạn chế tác động của sâu rầy luôn. Nên siêu giáp này nó rất là hay và nó sản xuất theo công nghệ hữu cơ sinh học. Nên nó rất là mát nha quý bà con, và nó không hình thành tính kháng ở những cái con môi trường, ở trong môi trường nấm khuẩn nhiều như thế này. Quý bà con chúng ta xài, cứ xài từ năm này qua năm kia, năm tới, năm nới nữa, năm tới nữa thì không có bị vấn đề gì cả. Nó vẫn sẽ có các giá trị bảo vệ cái vườn mình rất là tuyệt vời trong việc nó xa, tránh xa với cháy lá, tránh xa đốm rong, tránh xa mấy thằng tảo, mấy thằng ghẻ đồ này kia đối với cây sầu riêng rất là hiệu quả. Đây hồi nãy thằng Anh cũng có trút ra. Để thằng Anh trút ra cho quý bà con chúng ta xem cái sự đặc kẹo của nó nha. Trong giai đoạn sinh trưởng thì bà con chúng ta cứ xài siêu giáp. Còn trong giai đoạn mà sinh sản có bông rồi có trái đồ này kia thì bà con chúng ta xài siêu giáp plus. Còn anh đổi cái dung môi để nó hạn chế cái sự bám của màu. Đó bà con thấy không? Lung linh luôn. Rất là đặc kẹo nha quý bà con. Và bà con cứ nếu mà 2cc cho 1 lít nước á, thì một chai 1 lít pha được 500 lít nước. Nhưng mà bà con chúng ta có thể pha 2,5cc siêu giáp cho 1 lít nước. Và chai này chỉ có 195 cành đào thôi quý bà con. Và Hằng Anh đã để cái giá cố định thì 4 năm rồi. Và như vậy á, là bà con biết không, là đã hỗ trợ giá trong này rất là nhiều. Bà con chúng ta sử dụng sản phẩm Willow Farm là giá vô cùng hợp lý và sản phẩm rất là hiệu quả. Và rất là nhiều nhà vườn người ta đã xài siêu giáp và cho feedback rất là tuyệt vời rồi. Nên là để mùa mưa á, bà con chúng ta là phải ngăn ngừa nấm khuẩn, đặc biệt là tượng cháy lá, ghẻ kim, đốm rong, tảo đồ này kia, là cứ sử dụng cho Hằng Anh siêu giáp là ok. Là còn trường hợp mà mưa dầm mưa về quá trời quá đất thì có thể kết hợp thêm siêu keo mono. Đấy, siêu giáp nha, mũi nó chích lên cái mặt của anh à. Còn nếu mà mưa dầm mưa về quá thì sử dụng thêm siêu keo mono. Còn chúng ta có thể lên top và con sẽ thấy rất nhiều các cái bình luận đánh giá 5 sao ở trên đó về siêu giáp, và số lượng bán ra cực kỳ nhiều luôn với bà con, vì nó vô cùng hiệu quả với bà con nhé. Không gây trái đọt, không gây trái lá non và không hình thành tính kháng ở cái bạn nấm khuẩn. Đó là cái hiệu quả tuyệt vời của siêu giáp, khả năng bảo vệ ngăn ngừa nấm khuẩn dạng rộng rất tuyệt vời luôn. Nên quý bà con chúng ta cứ thấy là ngăn ngừa nấm khuẩn, ngăn ngừa trái lá, ghẻ kim, nhớ tới siêu giáp dùng Hoàng Anh ha. Còn dĩ nhiên là sẽ có nhiều giải pháp khác, nhưng mà giải pháp hóa học thì nó không an toàn cho cây. Và ngoài việc ngăn ngừa nấm khuẩn thì siêu giáp nó lại còn bổ sung trung vi lượng nữa, một công 2 3 4 5 6 chuyện luôn nha quý bà con, rất là tuyệt vời ha. Nhớ tới siêu giáp giúp dùng Hoàng Anh nha.